Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ sang chậu cái dưa leo này. Chậu này có 5 ga đông thôi mà trái nó nhiều quá rồi. Bạn thấy không? Mình sẽ sang vô cái chậu 20 ga đông. Bạn thấy không? Cái dây thì cũng nhỏ lắm, không có lớn. Mà trái bây giờ cũng nhiều quá rồi, mình sẽ sang chậu cho mấy bạn. Đó. Mình sẽ sang chậu vô trong cái chậu 20 ga lông. Đất thì mình đã trộn sẵn giống như bữa hổm mình nói mấy bạn rồi. Phần trước mình trộn thì mình cũng trộn đất organic của Costco nè mấy bạn. Đó, Miracle Grow. Rồi mình sẽ cho thêm muối Epsom và worm casting. Với lại cái perlite, perlite những cái hột trắng trắng này các bạn. Ngon quá. Cái bài nói như vậy nha. Và mình bỏ vô chậu 20 ga lông nè các bạn. Chậu 20 ga lông này mình đã bỏ vô cũng gần đầy chậu rồi. Bây giờ mình sẽ tưới nước cho nó ẩm xong rồi mình mới bỏ sang cái chậu kia qua các bạn. Đó, thì mình lúc nào cũng thích cho nó nước nó ẩm ẩm các bạn. Ở dưới nãy mình đã tưới một lớp rồi, bây giờ mình sẽ tưới lên trên nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ sang chậu nha mấy bạn ha. Mấy bạn nhớ là lúc sang chậu mình đợi chờ mát mấy bạn. Mà hôm nay mấy đứa nhỏ nhỏ của mình nó ngủ, mình mới có thời gian cho mình làm, cho nên mình làm trời nắng. Đó, mình sẽ tưới nước cho nó ướt hết tới dưới nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ sang cái chậu dưa leo của mình qua. Này là loại dưa leo Nhật của một người bạn cho mình. Cho thêm miếng đất. Thì bây giờ mình sẽ đem cái chậu đi lên qua mấy cái. Đem chậu dưa leo bây giờ mình sẽ bóp bóp vòng vòng cái gốc, mình lấy nguyên cục đất của cái chậu dưa leo ra mấy bạn ha. Đây mấy bạn thấy không, mình nhìn nguyên nguyên cái trồng rễ luôn nè. Mình sẽ bật đặt vô, làm như vậy nó không có động rễ, không có động rễ của cái cây. Bạn thấy không, mình lấy ra rất là gọn, mình lấy ra nguyên cái chậu luôn mấy bạn thấy không, mình lấy ra nguyên cái chậu, nguyên cái chậu dưa leo luôn, mình đặt vô đây. Rồi sau đó mình sẽ đỡ rớt vô thêm mấy bạn ha. Bạn thấy nó vẫn đang đang có trái rất là tốt, nhưng mà nó thiếu đất rồi, như là nó đang hết đất rồi, cho nên bữa nay mình quyết định là mình sang chậu các bạn. Mình lấy ra như vậy á, mình đợi cho nó khô khô cái chậu á thì nó sẽ không có bị động rễ nhiều. Bây giờ mình sẽ cho đất vô các bạn. Cho đất lên cho nó đầy. Lúc mình cho đất vô mình nhớ mình ấn nó xuống như vậy nha. Leo thì mình thích trồng chậu thôi, là đất nhà mình cũng có nhiều, nên mình xi măng hết đa số.
mình đã bỏ đất xong hết rồi các bạn, nó cũng cái ngang mặt này thì nó bỏ quá nhiều đất. Mình bỏ tới cái lần đây được rồi, để mình tưới nước nó không có trào ra đất, ra ngoài nó hao đất. Mày thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái dòng sắt khác vô để cho dây leo nó leo lên. Mình sẽ lấy cái tre ra. Đó, mình sẽ cắm cái dòng sắt này vô. Giờ mình sẽ cuộn lại dây cho nó bò lên các bạn. Mấy bạn thấy không, bây giờ mình đã bỏ vô chậu, giờ mình đã gắn cái dòng sắt này lên cho nó cao hơn, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ gỡ mấy cái này ra. Mình gỡ mấy cái này ra, mình cột cái dây leo lên trên cái dàn sắt. Mình sẽ lấy cái tre này ra. Và rồi chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng nha mấy bạn. Mình đã sang cái chậu dưa leo của mình xong rồi, và cột lên vàng các bạn thấy không, nó không có nhiều nhưng mà có những cái dưa leo này ăn được rồi. Chắc ngày mai mình sẽ hái thôi, nhỏ thì nó non. Nó còn tiếp tục bò leo nữa. Thôi, video của mình xin tạm dừng ở đây nha mấy bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn thích video của mình thì cho mình xin một cái like và một cái subscribe và một lời bình luận. Xin cảm ơn mọi người.